Thưa quý vị, sáng nay tại khu vực cửa hầm phía Nam thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt băng khánh thành hầm Hải Vân 2, hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á nối Đà Nẵng với Thừa Thiên Huế. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Dự lễ khánh thành công trình hầm Hải Vân 2, về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đèo Hải Vân là một cung đường quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A. Thời gian qua, do phương tiện giao thông tăng trưởng nhanh, hầm Hải Vân 1 đã quá tải nên việc xây dựng hầm Hải Vân 2 là cấp thiết. Đây là công trình lớn có kỹ thuật, công nghệ phức tạp được chủ đầu tư và các nhà thầu trong nước thực hiện. Sau 4 năm thi công, hầm Hải Vân 2 được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và đánh dấu sự vươn lên làm chủ những công nghệ phức tạp nhất trong thi công cầu đường, mang dấu ấn của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Việc hoàn thành và đưa công trình hầm Hải Vân 2 vào khai thác sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời đảm bảo sự kết nối và kết nối đồng bộ hơn, thúc đẩy cái sự phát triển hơn đối với những khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên cũng như là cái hành lang Đông Tây kết nối với các nước láng giềng trong khu vực và đi ra thế giới. Hầm Hải Vân 2 nằm trong dự án đầu tư xây dựng đèo cả, bao gồm hầm đèo cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2 do tập đoàn đèo cả làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng, nhà đầu tư phải xử lý các khâu kỹ thuật phức tạp, vừa thi công hầm Hải Vân 2, vừa đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông cho hầm Hải Vân 1. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đã đầu tư xây dựng dự án hầm Hải Vân 2. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung cho cả khu vực. Năm 2005, hầm đường bộ Hải Vân 1 được khánh thành đưa vào sử dụng sau 5 năm thi công. Hôm nay, điều tuyệt vời thêm một lần nữa được ghi dấu dưới chân Hải Vân quang hùng vĩ với sự hoàn thành hầm Hải Vân 2. Tôi xin chúc mừng, cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư, các anh chị em kỹ sư, công nhân lao động. Cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, trung ương và địa phương để hôm nay hầm Hải Vân 2 sẽ cùng Hải Vân 1 chia sẻ sứ mệnh lịch sử, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong giao thông, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ cho khu vực, tạo trục đường quốc gia đồng bộ thông suốt với các tuyến cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, La Sơn, Tuy Loan nối các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Hầm đường bộ Hải Vân 2 có chiều dài toàn tuyến 12,4 km, trong đó chiều dài hầm 6,2 km được làm song song với hầm Hải Vân 1 nối Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, thiết kế hai làn xe rộng 7 m, không có giải phân cách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tập đoàn Đèo Cả sẽ vận hành cho các phương tiện lưu thông qua cả hai ống hầm Hải Vân 1 và Hải Vân 2 trong 20 ngày, từ ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu. Sau đó, hầm Hải Vân 2 sẽ tạm dừng vận hành để chờ cơ quan nhà nước giải quyết các kiến nghị, trong đó có việc thiếu kinh phí vận hành. Hầm Hải Vân 1 vẫn hoạt động bình thường.